Thiện đồ câu Nhật Bản xin chào anh em gần thủ gần xa nha. Hôm nay Thiện sẽ lên một lô xả hàng. Thì sắp tới, thời gian tới thì Thiện sẽ ngưng bán đồ câu một thời gian vì có việc á. Nên đây là giá hàng xả thôi, giá cũng không mắc lắm đâu. Anh em ai chốt được gì thì chốt, còn không chốt được gì không sao hết nha anh em. Thì đơn hàng bên Thiện thì anh em nhớ cọc giúp mình 30-50k tiền ship nha anh em. Kiểm tra rồi thanh toán cần tiền còn lại. Ok, thì Thiện sẽ lên đầu tiên là mấy cây cán vợt đi. Cán vợt, đây là gồm 4 cây cán vợt. 3 cây này là 1m8 đến 1m6, một cây bằng nhôm, 2 cây bằng phíp. 2 cây này bằng phíp đó. Ren riết đầy đủ nha anh em. Này ren đầy đủ nha. Đó, ren anh em chơi đầy đủ nha. 1m6, 1m8. Rồi còn cây này là 2m1. Đây. Cây này là 2m1, ok. Đó. Cái này nó bị nó cái này rồi nhưng mà tụi nó quấn là chơi không sao nha. Anh em về phủ miếng keo hay gì là ok chứ không sao. 2m1, 1m8 đó, 1m6. 4 cây này bán cho anh em giá 300.000 bao ship nha anh em. 4 cây 300.000 bao ship cho anh em cán vợt nha. Hàng tất cả là hàng bãi Nhật hết nha. Ok, cây thứ hai. Đây. Thứ hai là cây này trên dưới 3m, tầm 3m hoặc là 2m9 gì đó, mình cũng không đo kỹ lại. Nó ren đầy đủ nha, có chống chống nổ nha, nóng nó có cái đầu chống nổ đàng hoàng nha. Ok, cây này đó, hai cây này là trên dưới 3m, cán vợt phíp luôn. Hai cây này bán cho anh em 280k bao ship cho anh em luôn, giá này là giá bao ship luôn. Ok, tiếp tục. Đây là hai cây cần tay 5m4 mà 2h5 thôi, tầm 2h5 thôi, nặng 250g. Này ráp khúc nha anh em, phíp ráp khúc nha. Cắt lóng nó còn khá là ok, không có bị chạy trụ nhiều đâu. 2H5 câu giết con rô nhỏ xíu, rô rô thì ok hết nha. Đây mình test đọt cho anh em xem. Cái này đọt nó nhẹ. Đấy mình test cái này đọt đặc luôn nè. Đọt đặc nha anh em. Câu thoải mái đây. Test đồ công rồi đây. Ráp khúc nha, hàng ráp khúc chứ không phải hàng rút đâu nha. Hàng ráp khúc nó mắc tiền hơn hàng rút nha anh em. Đó. Hai cây này giá cho anh em là 400.000 bao ship hai cây đó. Ok, tiếp theo là năm cây này thì một cây 1m3 nè, cây xanh 1m3 nè. 4 cây này là 2m, tầm trên dưới 2m một chút đó, độ cứng tầm 3 đến 4h 2 mấy 3 mắt. Nói chung là câu rô này nó ok đó. Cây xanh thì đây đó, nó bình thường hết nha, mấy cây này là có đọt đầy đủ hết nha. Giá của mấy cây này thì đang bán là 280k bao ship cho anh em luôn, giá là giá xả nha anh em. Dập gãy thì hồi tiền lại nha, không sao hết nha anh em. 280k bao ship cho anh em luôn. Ok, cần tay hết cần tay là cần rút mini. Đây rút mini, một cây này cây lua nè, 1m8 nè, khoen đầy đủ nha, khoen bát đầy đủ nha. 3 cây này 1m8, 16 ship gì như hình đó. Anh em chơi gì mua về chơi gì ok. Thôi, 3 cây này, 2 cây 2m4, 1 cây 1m8. 3 cây này bán cho anh em 300.000 bao ship luôn. 3 cây 300.000 bao ship luôn ngoại hình. Ạc kéo Zalo 0906620370 để xem hình rõ nha anh em. Ok, tiếp theo một con máy đĩa. Đây. Đó, máy đĩa này. Con này bự cho bá, thả diều hay làm gì được, đổ tay trái phải được nha. Con này bán giá 50.000 cộng ship cho anh em. Fuji, con này của hãng Fuji nè. Hãng như cái bát vậy đó, hãng tên giống bát vậy, nó bán Fuji Reel. Ok, 50.000 cộng ship. Vậy theo mấy con máy câu biển gì đó, em chơi được gì chơi. Đó. Con đầu tiên thì là con này Daiwa Cornet Daiwa, đó anh em thấy con này con xài bình thường nha anh em, ngoại hình như hình đây, xài bình thường luôn. Ok, một con. Còn thứ hai, con thứ hai để mất cái cục này với mất cái miếng kiến ở đây, nó bị nứt ở đây, quay bình thường nha anh em. Quay 2 chiều nè, đó, quay bình thường nha. Một chiều nè. Xả nè. Đó. Con này
Rồi tiếp theo, ok, con này nó bị nứt đó nha, thông báo hình như ảnh như hình vậy nha. Đó. Về con thứ ba. Con thứ ba là con này đều nứt ở giữa nè. Ai chơi gì chép keo hay cuốn chữ gì đó vậy chơi. Hàng Nhật bãi nha anh em. Rồi, ok, ba con này thì mình bán ba con luôn, ba con là 170k bao ship cho anh em luôn, ba con 170k bao ship cho anh em luôn. Ok nha, ai chốt gì chốt nha. Ok. Theo thì mình zoom lên một tí. Hiện cái con khác. Okay. Tiếp theo là hộp dịch. Hộp dịch thì có ba con này thôi, ba con này cho anh em ai tập chơi chơi nha, quay bình thường hết nha anh em. Một con, hai con, hai con này chơi nhau vậy đó. Này hay tập chơi ok nha, anh em mới tập chơi thì mua mấy con này về tập chơi mà carbon hết nha. Ok đây, ba con, ba con này bán giá cho anh em là 200.000 bao ship cho anh em luôn đó, ba con 200.000 bao ship cho anh em luôn, hàng Nhật Bản nha anh em, Korea nè. Đó, đây là con Shimano của Gia Băng đuôi chuột này, Shimano Gia Băng đuôi chuột chắc nó bị mờ thế nè, Gia Băng đuôi chuột đổi tay trái phải ok, sang 1.000 nha, mô bên sóng đuôi chuột, con này bán giá cho anh em là 170k bao ship con này luôn, 170k bao ship, đổi tay trái phải ok, mô bên sóng đuôi chuột nha, câu tôm câu gì là ok nha. Ok tiếp theo lấy con đai qua China sẽ nhận đây, mình lấy qua đây. Chấp. Đây toàn bộ những con đai qua China xuất nhập nha anh em. Mình lấy từng con nha. Đây là giá là 150 một con, phải lấy hết nha. Lấy toàn bộ hết trong đây nha. Đây cho anh em nè. Đây, kim loại nè. Mô bin sóng đổi tay trái phải ok nha. Con này là đai qua Sprinter 2500 có ABS nha anh em. Mô bin sóng nè, đổi tay trái phải ok. Cước đầy đủ hết. Em lấy về câu lua gì á, câu tôm, câu tép gì á. Nhưng mà phải lấy hết nha, mấy con này là phải lấy hết. Ok. Thôi một con, hai con kim loại luôn nè. Cước ok, có chỉ có cước đàng hoàng rồi. Nguyên sống. Phải lấy hết. Rồi. Winter nè, có ABS nè không? Còn số 3, Jupiter. Đai qua Jupiter cũng đai qua China xuất nhật luôn. Kim loại luôn. Nguyên sống. Đổi tay trái phải ok. Đó. Anh em xem kỹ nha. Mấy con này là 150 cộng ship nha. Toàn bộ này cộng cộng ship nha. Ok. Rồi, con này, tiếp theo con này. Con này là carbon nè, có carbon nè, Jupiter carbon nè. Mô bin sóng, đổi tay trái phải ok. Thằng carbon. Mình test nhanh cho anh em thấy hơn chứ mấy con này xài bình thường nha. Đó. Ok. Rồi, con này cũng Sprinter luôn. 1.500. Có ABS. Đó, nó quay vậy đó. Ok, đây, chốt gì chốt nha anh em. Đai qua đây, con này đai qua China xuất nhật luôn. Con này thì nó bị cỡ ở đây, bị chày đây đó. Toàn bộ là 150 công ship nha. Giá lô nha, cái này giá theo lô nha. Cái ai tin tưởng thì chốt. Đây, hãy qua Sacha 2500 ABS nè. Nó qua chi là xuất nhập luôn nha, cực đầy đủ. Em về câu tôm, câu gì cũng được. Mấy con này 150 thì chơi khá là ngon so với mấy con khác tầm giá. Nó 150 thì chơi khá là ngon. Đó. Bên tay trái phải mua bên sóng. Kim loại nữa nha. Ok nha. Đó, mua bên sóng ABS luôn, con này cũng có ABS luôn, 2000 ABS. Ok. Nha. Con cuối cùng tay qua China luôn, tay này mình không quen quay. Ok, cứ ok
nuôi chó vô hoạt động ok hết nha anh em. Còn con này đai qua, ô con này là China Raito 5.1 nè, nó kim loại nè, ha, bạch đạn nè, mà có đèn nha, con này là có đèn nha, quay là có đèn nha, đổi mô bin sóng, đổi tay trái phải nha, có đèn nha, quay là được các chỗ đèn. Ok, 150 cộng ship. Rồi, tính con 1, 2, 4, 6, 8, 10. Đây, 1,5 triệu. 2, 4, 6, 8, 10 là 1,5 triệu, 150 con là 10 con là 1,5 triệu. Đây là toàn bộ cộng ship nha anh em, giá này giá cộng ship nha anh em. Ok, ai chốt về thức ạ, số Zalo mình nha, 0906 620 370. Tạm biệt anh em nha, cảm ơn anh em rất nhiều.